Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Cái Kỳ Cục của mình. Đây sẽ là một video ngẫu hứng, cảm nghĩ của mình về bộ phim Khun Chai ha. Hay còn gọi là Mộng Hồ Điệp. Trong phim á, thì mình thích nhất là Mẹ Vua. Phim lấy bối cảnh của những năm 30, có chiến tranh, có âm mưu đặc quyền. Nhưng không ngờ ở cái thời kỳ này á, lại có một người phụ nữ hiểu chuyện tới như vậy. Mình xin phép là spoil một miếng mọi người nha. Mình thích Mẹ Vua vì là người có tư tưởng vượt thời đại. Mình cảm thấy như là duy nhất trong phim này luôn ấy. Tư tưởng về đoàn tụ nè, về tình cảm nè, về giá trị của người phụ nữ nữa. Hai người con trai á, thì luôn chọn nhà cô là nơi tá túc, như là nơi bình yên nhất phim vậy đó. Khi mà coi tới tập thứ 7 á, thì mình cảm thấy phim rất là ok nha. Cái quan trọng nhất là nhân vật nào cũng rất là cần thiết trong phim luôn, đều có những cái mắt xích rất là chặt chẽ với nhau. Ngay cả người ở, mình xem kiểu không thể tua được đoạn nào luôn ấy. Phim Boy Love mà tới tập 3, tập 4, 2, 5, 9 mới có cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau nha. Nhưng mà mình cũng ok từ từ thôi, vì những cái bộ Boy Love thường á, chỉ tập trung vào tình tiết 2 năm 9, số tập cũng sẽ ít hơn nhiều. Mình lại thích kiểu từ tốn như cách mà Tian gặp crush, e thẹn, ngại ngùng như trai mới lớn vậy á. Oh my God. Mình thì cũng push cặp của người em nha, dễ thương gì đâu ấy. Mới những tập đầu thôi, còn quá nhiều mơ hồ để mình có thể đoán được cái kết của phim. Dù có nhiều comment trên mạng nói rằng phim Boy Love thời này á, khó mà có cái kết happy ending. Cùng lắm là cái cách mở thôi, nhưng mình cũng rất là hy vọng bộ này sẽ có happy ending. Rồi, mọi người có nghi ngờ vì sao có cái anh áo trắng bị đánh đập ở đầu phim á là đẹp trai như vậy không? Không lẽ hết vai sớm như vậy? Mình có một thuyết âm mưu cực kỳ nguy hiểm, đó là có thể anh này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phần sau của phim, hay là có thể là phản diện sau của bộ phim, tại cái thứ nhất á, là do là quá đẹp trai. Cái thứ hai á, là cậu Giang gặp chuyện á, cũng không còn thấy nhắc gì về ảnh nữa. Không lý nào là sẽ kết thúc, đúng không mọi người?